Quý vị đang tìm một căn nhà, đường ngõ thông, ô tô có thể đi qua, bãi đậu xe cạnh nhà thì đừng bỏ qua cái video này nha. Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị một cái căn nhà đường rất là rộng, ngõ thông, ô tô đi qua, hướng nhà đông nam rất là mát. Mặt tiền của ngôi nhà 5,5m, chiều dài của ngôi nhà 5,5m. Với cái căn nhà này thì nó vuông đét và với cái mặt tiền thì rất là rộng, rất là thoáng. Vị trí của ngôi nhà thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giao thông đi lại thuận tiện, gần với lại trục đường quốc lộ 6, gần với lại trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương. Vị trí căn nhà này mà đi lên tới trung tâm Hà Đông, nó sẽ rơi vào bán kính khoảng tầm 7 đến 8 km. Rất phù hợp cho quý vị nào đang đi làm ở khu vực quận Hà Đông mọi người nha. Và mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này. Căn nhà này thì nó hoàn thiện gần như là đã xong, chỉ có một chút cái phần về cái phần dọn vệ sinh nữa là có thể hoàn thiện xong hết rồi. Tuy nhiên, tìm được một cái căn nhà đường to ngõ thoáng như thế này thì chẳng tội gì mà Ánh không quay gửi tới cho quý vị sớm nhất để quý vị có thể chọn lựa cho mình được căn nhà ưng ý nhất. Với phần hoàn thiện, mặt tiền của ngôi nhà được ốp đá granite, cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Còn một chút cái phần vệ sinh nữa thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Căn nhà này ưu điểm lớn nhất của nó đó là đường to trước nhà. Tiếp theo nó là lô góc hai mặt thoáng. Đây quý vị nha, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà có thể bàn giao được luôn. Đó, đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà mọi người ạ. Đấy, nó hơi còn một chút phần dọn vệ sinh nữa thì sau này khi mà chủ nhà dọn dẹp sạch sẽ vệ sinh rồi mà chưa bán được thì Ngọc Ánh lại quay tiếp tục để gửi cho quý vị nha. Đấy, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Quạt trần, đây một cái chiếc cửa sổ nhỏ nhắn xinh xắn hướng ra cái phía mặt ngõ này rất là thoáng mọi người ạ. Hướng nhà đông nam thì nó cũng đã rất là mát rồi. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây, với cái diện tích 30m thì cái không gian bếp cũng nhỏ nhắn xinh xắn thôi, chứ nó không thể thiết kế mà mỗi một tầng phòng khách riêng, phòng bếp riêng được. Với căn nhà này thì thiết kế tối ưu công năng sử dụng. Nhưng Ánh vừa chia sẻ rồi, nếu như quý vị nào mà có xe ô tô thì bãi đỗ xe nó cách nhà nó chỉ khoảng tầm 50m đi bộ thôi, rất là gần. Chợ, trường, phường, trạm, giao thông đi lại rất là thuận tiện, tiện ích với ngôi nhà này. Và vị trí xung quanh của cái căn nhà này thì là một cái khu dân cư vô cùng đông đúc mọi người nha. Hàng xóm ở đây thì rất là thân thiện luôn. Với cái tủ bếp này thì thiết kế là tủ gỗ thịt mọi người ạ. Đã được hoàn thiện xong hết rồi. Chữ L đây là phần để hút mùi mọi người ạ. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp gạch và phụ kiện bếp chất liệu inox 304. Nước đã có sẵn, điện đã có sẵn rồi. Với cái căn nhà này thì hoàn toàn đã xong và chỉ được dọn đồ về ở. Ngoài ra, phần tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì đáp ứng cho quý vị bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đây quý vị nha. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen, cổ trắng. Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết cụ thể căn nhà này. Giá chào bán 2 tỷ 450 triệu đồng. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mời người theo em lên trên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nha. Và quý vị ơi, trên phía tầng 2 của ngôi nhà mà anh vừa bước chân lên thì ở đây thiết kế một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Mọi người có thể nhìn thực tế phòng ngủ ở đây. Đây mọi người này, cửa sổ thông thoáng trước và bên hông này. Đây, rất là thoáng ạ. Hướng nhà là hướng đông nam. Trên phía tầng 2 này thì chủ nhà thiết kế ở đây là không lắp cái hệ thống trần thạch cao mọi người ạ, chỉ lắp trần thường thôi. Tuy nhiên hệ thống đèn led, đèn ngủ đều được lắp đặt đầy đủ. Với tầng 2 này thì thiết kế ở đây là gạch, kích thước gạch 60-60. Đó, cửa sổ thiết kế hai lớp rất là chắc chắn và an toàn. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Tất cả các cửa sổ đều thiết kế hai lớp. Nói chung như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, vị trí nó là quan trọng để quyết định lên cái giá thành. Với căn nhà này, đường thông, ngõ thoáng, ô tô có thể đi qua, dân cư đông đúc. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đây. Khá là rộng mọi người ạ. Đầy đủ hệ thống sen tắm này, bồn cầu này. Đây, cửa này, lavabo, gương tắm.
đáp ứng cho quý vị sử dụng công năng theo từng tầng. Mời người theo em lên trên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 quý vị ạ. Đây, cũng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng và cửa sổ thông thoáng. Đó, mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Cửa đây, tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ mọi người nha. Và phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi tới bến xe Yên Nghĩa nó khoảng tầm 4 km. Đi ra xung quanh thì nó có gần với một số trường đại học lớn như trường đại học Fenica, trường đại học giao à đường trường đại học thể dục thể thao. Với cái căn nhà này thì quý vị đi ra tới trục đường quốc lộ 6 nó chỉ khoảng tầm 1,2 km thôi, cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông khoảng tầm 3,5 km, giao thông đi lại như Ngọc Ánh chia sẻ rất là thuận tiện. Phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 4 nhá. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô dính trời rất là rộng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 ở đây, như quý vị nhìn thực tế, toàn bộ là gỗ lim. Và với cái tầng 4 của ngôi nhà ở đây thì thiết kế một phòng riêng. Quý vị có thể làm phòng thờ, có thể làm phòng ngủ, nói chung là cái này thì tùy công năng sử dụng. Như vậy với căn nhà này, diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng thì có 3 phòng ngủ riêng biệt. Đó, hướng nhà là hướng đông nam. Căn nhà này mặt tiền rất là rộng cho nên vào trong cái chiều dài thì nó ngắn thôi, nhưng mà nhìn nó lại rất là thoáng. Và nó là lô góc cho nên nó hai mặt thoáng. Phần còn lại đây là phần sân phơi. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế phần sân phơi. Đây, cửa thoát hiểm, khu vực để chờ máy giặt. Nói chung là cái chỗ phơi phóng này cũng rất là hợp lý, nhỏ nhắn, xinh xắn, phù hợp với lại một hộ gia đình mọi người ạ. Và với cái giá chào bán 2.450.000.000 đồng một căn nhà đường thông ngõ thoáng, diện tích 30m, xây 4 tầng, vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041 414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.